Audio Jungle. Xin chào bà con, thì cái clip hôm nay á mình quay lại cho bà con xem về cái vườn chanh dây của anh Tèo và chị Quỳnh ở huyện Buôn Đôn. Đắk Lắk á, thì cái vườn chanh dây này bữa mình có quay lúc bà con xem lúc trời mưa á, là thăm vườn và kiểm tra vườn, là cái vườn chanh dây nó bị hiện trạng là virus phân trắng á, nó bị có 3 cây thôi. Thì mình đã hướng dẫn và cho chị Trang bên chị Quỳnh và anh Tèo phun thuốc. Thì hôm nay vô kiểm tra vườn á, đây là những cái cây mà mình quay chuẩn bị quay cho bà con xem về nó bị bệnh á. Thì bữa nay nói chung là ra ngọn mới rất là xanh xao và đẹp, không có hiện tượng là lá bị nổ hay là đốm gì hết. Thì những cái cây này khắc phục kịp thời, nói chung là anh Tèo với chị Quỳnh khắc phục rất là kịp thời, nên dẫn đến cái tình trạng mà bệnh của anh sẽ không có lây lan. Và qua như đây là clip mình quay thăm vườn kiểm tra và những cái ngọn mà gốc cái chanh dây nó bị bệnh virus á, đây mình quay rất kỹ đây. Những trái ra thì nói chung là giờ cái lứa trái mới ra nó sẽ không bị nữa. À, xong, nói chung là kiểm tra vườn của cái vườn chanh dây này rất là đẹp. Thì qua như tất cả cái clip mình cũng nói bà con là cái bệnh virus phân trắng á, bà con phải cắt bỏ sâu vào 30-40 phân để phun cho lứa mới ra nó không bị á. Thì vườn chanh dây này của anh Tèo cũng mới được 5-6 tháng, nhưng mà đang cho thu bói và thu rộ và giai đoạn kinh doanh không rất là nhiều và đẹp. Thì mình sẽ quay hết vườn kiểm tra về tình hình bệnh và trái trên lán chanh dây của anh Tèo, trông rất là đẹp, xanh, mê luôn. Nhưng nó vẫn bị hiện tượng nó là hoa, nó không có đậu. Thứ nhất là thuốc nó phun vào chúng ta, trái lá rất là xanh, đẹp, nhưng mà lượng hoa chúng ta không đậu được do chúng ta đang chữa bệnh. Còn khi chúng ta chữa bệnh xong, tiến hành chúng ta phòng bệnh thì có chế độ phân bón hợp lý thì hoa ra sẽ được nhiều hơn. Thì cái này mình quay rất là chi tiết để cho các bạn xem về cái vườn mình đã xử lý xong. Thì hầu như tất cả vườn mình đều quay lại sau khi xử lý xong và trước khi xử lý xong. Thì bà con có thể lục lại clip nha, mình quay cái đây gần 1 tháng rồi đó, vào ngày 14 tháng 11, gần được 1 tháng. Thì qua như kiểm tra thì vườn anh cũng còn sót được 1-2 cây thôi, là anh chưa cắt bỏ hết thôi. Còn lại là một số là cắt bỏ và xử lý chơi, trái rất là đều đẹp. Ở đây thì cũng có hai vườn gần nhau, thì hai hộ gia đình này người ta trồng sát nhau nên chế độ chăm sóc và bón phân nói chung rất là cẩn thận mà đều, rất đẹp. Thì đây là cái vườn mình quay lại để cho con xem á. Thì clip mình quay cũng rất là dài về cái quy trình mà thăm vườn kiểm tra lại mức độ xử lý của trái chanh dây. Thì hầu như bà con biết cây chanh dây là một cây siêu lợi nhuận nếu bà con chúng ta chăm sóc nó không bị bệnh á. Giá thành là trên 10.000 thì con đã có lời rồi, rất là nhiều. Nếu bà con một khi mà đã để bệnh á, như tất cả cái vườn mình nói hồi trước nó rất là nhiều về bệnh trên chanh dây, thì bà con chúng ta không có phòng được cái chanh dây. Đó là cái lưu ý mình nhắc nhở bà con. Bà con nên phòng đi và có công tác chọn giống và xử lý bệnh từ đầu hết, phun côn trùng chích thúc định kỳ, phòng bệnh lỡ cỏ rễ thối thân rồi đó, hay bị vào mùa mưa chanh dây chúng ta hay bị đó, lúc đó nấm xâm nhập gây cho hiện tượng là chết này, thối thân. Thì những cái vườn này mình quay mình cũng hướng dẫn nông dân rất là chi tiết và cách phòng và chăm sóc. Thì nói chung là cái vườn chanh dây trái rất là sai, rất là đẹp, xanh, rất là mê. Thì một lần nữa mình chỉ quay chung về cái tình hình kiểm tra vườn này, nói chung clip cũng dài nên bà con cứ xem và em khỏi clip và những vườn đã áp dụng vào vườn chanh dây của mình để trồng cái vụ mới 2018-2019. Xin cảm ơn bà con ạ, bà con một lòng đăng ký kênh nha, mình sẽ luôn luôn quay những video hay cho bà con xem.
Thank you.